Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định chính thức giải thể trường Trung học phổ thông dân lập Phù Đổng Đà Lạt. Do sau 29 năm đi vào hoạt động, chất lượng giáo dục và công tác tuyển sinh đầu cấp của trường ngày càng kém hiệu quả, không đạt chỉ tiêu được giao. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt tiến hành các thủ tục giải thể đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật. Đối với những em học sinh đang theo học tại trường sẽ được phân bổ đến học tại trường Trung học phổ thông Đống Đa và Trung học phổ thông Dệt Sen Đà Lạt nhằm đảm bảo việc học tập. Còn với những giáo viên cơ hữu sẽ được đơn vị liên quan tạo điều kiện tìm việc làm ổn định, phù hợp với chuyên môn.